Tập 78. Tiểu đệ à, có rất nhiều chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Nếu như không nhờ có đệ, e là hôm đó ta đã bị Thường Hạo giết chết rồi. Làm sao ta có thể được như ngày hôm nay, bình an vô sự đứng ở đây nói chuyện với đệ được chứ? Gì ca? Nhưng mà hôm đó đệ... Là tiếng gì vậy? Âm thanh đó hình như từ đồng cỏ bên đó truyền tới. Dì ca, chúng ta qua đó xem thử đi. Được. Đó là thứ gì vậy? Không biết nữa. Nhưng mà dì ca, xem tình hình này, đây chắc đại là thân công báo đang bày trận pháp gì nữa rồi. Không sai, đây chính là Chu Tiên Trận. Chu Tiên Trận? Người là ai? Mau ra đây gặp ta. Hỗn xược, Lừa Chân Tử, sư phụ ngươi gặp mặt bổn tôn cũng phải kêu ta một tiếng Thông Thiên Sư Thúc. Tiểu bối như người dám nói chuyện với bổn tôn như vậy sao? Đệ tử không biết, là Thông Thiên Sư Tổ giá đáo, xin sư tổ lượng thứ. Xem như ngươi còn hiểu lễ tiết. Xin hỏi Thông Thiên tiền bối, bày ra Chu Tiên Trận ở đây có phải là vì muốn ngăn cản quân ta tiến về phía trước hay không? Đúng vậy. Các ngươi cậy mình thuận theo ý trời, dương cờ thảo phạt nhà Thương, trên đường đi đã giết hại rất nhiều đệ tử của Triệt giáo ta. Bổn tôn ở đây phải đòi lại công bằng cho họ. Thông Thiên tiền bối, chúng tôi với Triệt giáo các người không phải là... Không cần nhiều lời, các ngươi mau về báo với Khương Tử Nha, bổn tôn ở đây đợi các người tới phá trận. Đệ tử thân công báo Hồ Tiên Nhi, Phụng Thanh Thanh, Ngọc Khánh, bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Không cần đa lễ, các người đứng lên đi. Tạ ơn giáo chủ. Giáo chủ lần này tới đây đồng ý giúp đỡ Triều Ca chúng con đối phó với bọn Khương Tử Nha, Hồ Tiên Nhi vô cùng cảm kích. Lần này bổn tọa tới không phải vì muốn giúp đỡ Triều Ca, mà là vì Triệt giáo của ta. Triệt giáo? Đúng vậy. Khương Tử Nha đã giết hại bao nhiêu đệ tử Triệt giáo ta. Nếu như ta còn không ra mặt ngăn cản hắn, vậy chẳng phải Khương Tử Nha đó vô pháp vô thiên rồi sao? Sư phụ nói rất đúng. Khương Tử Nha đó vốn dĩ không xem Triệt giáo của chúng ta ra gì. Huống chi không chỉ có mình hắn, hơn nữa còn có một đám người của Xiển giáo cũng không xem chúng ta ra gì hết. Thần công báo nói rất đúng. Bây giờ ngươi đã là người của Triệt giáo ta, cho nên các ngươi không cần khách sáo nữa. Cho dù là nguyên nhân gì, giáo chủ đồng ý tới đây giúp đỡ Triều Ca, Hồ Tiên Nhi đều vô cùng cảm kích giáo chủ. Hơn nữa còn phát hiện giáo chủ bày ra Chu Tiên trận pháp này sát khí rất nặng. Nếu như kẻ đạo hạnh không đủ thì e là vừa tới gần trận này đã khó thoát khỏi cái chứa rồi. Đại tỷ, Chu Tiên trận này được gọi là đệ nhất sát trận, kẻ vào trận chắc chắn phải chết. Chỉ cần Khương Tử Nha đó và quân chu của hắn dám tới đây để phá trận, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thân. Tử Nha lập hương án ở đây, cung thỉnh sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư bá Đạo Đức Thiên Tôn hạ phàm.
Tham kiến sư phụ. Tham kiến sư bá. Tham kiến sư tổ. Tham kiến sư tổ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Dạ. Tử Nha, từ lần trước di sư từ biệt với con đã có một thời gian dài. Lần này con thắp hương thỉnh bổn tôn cùng với đạo đức thiên tôn sư bá của con tới đây. Việc con muốn thỉnh cầu di sư đều đã biết rõ rồi. Sư đệ quả thật rất quá đáng, không ngờ lại bày ra Chu Tiên Trận. Chu Tiên Trận này bày ra sát khí rất nặng nề, không biết lại có bao nhiêu người phàm và đạo hữu phải gặp kiếp nạn này. Chính vì chuyện nghiêm trọng như vậy, cho nên hôm nay đặc biệt cung thỉnh sư phụ sư bá hạ phàm. Hy vọng là hai vị có thể giúp đỡ khuyên nhủ Thông Thiên sư thúc dẹp bỏ Chu Tiên Trận này, để tránh tổn thương người vô tội. Chuyện này con không cần phải lo, chuyện này cứ giao cho di sư và sư bá của con đi khuyên nhủ ông ấy. Sư đệ à, Thông Thiên sư đệ từ nhỏ tính tình đã quái dị, không phải huynh đệ ta có thể khuyên nhủ được. Ta nghĩ hay là ta đi mời thập nhị kim tiên tới đây giúp đỡ đi. Đúng, nên tìm thêm người giúp dù sao cũng tốt hơn. Nếu không thì Tây Kỳ chúng con lại gặp nạn rồi. Phải đó, hai vị sư tổ à, quả thật hai vị phải giúp đỡ hết mình. Trận chiến lần này là thành hay bại đều nhờ hai vị sư tổ đây. Hai người không cần phải lo lắng như vậy. Chuyện lần này cứ giao cho ta và sư bá của con đi trước khuyên nhủ. Tử Nha, con trở về lo chuẩn bị chu toàn mọi việc. Lần này chúng ta có thể khuyên nhủ sư thúc của con. Quỷ Chu Tiên Trận đó có thành công hay không còn chưa biết được, nhưng mà dù sao di sư cũng nhất định báo cho con biết. Tử Nha tuân lệnh sư phụ. Vậy di sư đi đây. Cung tiễn sư tổ. Tướng công, làm như vậy có hiệu quả không? Ơi, sư mẫu, chuyện này có gì không được chứ. Người không thấy sư tôn và sư bá của sư phụ đều tới rồi sao? Thông Thiên tiểu lão nhi đó không nể mặt được à? Ê, vũ cát không được vô lễ. Thông Thiên sư thúc lần này khí thế bức người, ta sợ sư phụ sư bá con đi cũng không khuyên can được ông ấy. Hả? Vậy phải làm sao? Ta chỉ lo lắng sẽ thương vong vô số. Sư phụ, người đừng quá lo lắng nữa. Con cho rằng là phúc không phải là quả, đã là quả thì không thể tránh được. Nếu như vụ cá con số mạng đã được định chết trong Chu Tiên Trận đó, con nói là nếu như thôi, con sẽ cứ việc vui vẻ mỉm cười, cười rồi chết thôi, đúng không? Con cười chết rồi, còn ta người đầu tiên khóc để chết đó. Không đâu sư mẫu, người đừng lo lắng như vậy. Vụ cá con là ai chứ? Vụ cá con là một phó tướng trong đại quân phạt thương, không phải tầm thường. Con sẽ không sao đâu. Cũng như sư mẫu người chính là khai tâm quả của chúng ta, người cũng sẽ không sao đâu. Đúng, nói rất đúng. Cả hai chúng ta nhất định sẽ không sao đâu. Được rồi, hai người còn cười nói được. Còn ta ở đây đang lo lắng sốt ruột chết được đây. Hay là vậy đi, chúng ta trở về để xem sư phụ sư bá có dặn dò gì không. Dạ. Sư đệ. Thì ra là hai vị sư huynh đã lâu rồi không gặp. Đã lâu không gặp. Sư đệ nói rất đúng. Như vậy kể ra thì chúng ta đã mấy trăm năm chưa gặp lại nhau. Phải đó. Hôm nay vừa gặp mặt, ta phát hiện Thông Thiên sư đệ hình như sát khí rất nặng nề. Vậy sao? Sư huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi. Hôm nay hai huynh tới đây là cố tình đến dạy dỗ ta đó sao? Sư đệ nói vậy là sai rồi. Để gặp hai vị sư huynh không hỏi thăm thì cũng thôi đi, sao lại nói là chúng ta dạy dỗ đệ chứ?
Ba sư huynh đệ chúng ta vốn là huynh đệ đồng môn, chúng ta đều được sư tôn dạy dỗ. Tuy là đã mấy trăm năm không gặp nhau nhưng cũng là tình như thủ túc. Tại sao vừa mới gặp mặt nhau đã gây chuyện xích mích không vui chứ? Chỉ là hàn huyên, đâu ra giáo huấn. Sư đệ, đệ cũng quá đa nghi rồi. Vậy sao? Là ta đa nghi hay là người của xiển giáo các người giết hại bao nhiêu đồ đệ đồ tôn của triệt giáo ta đây? Chuyện này, sư đệ, nhị sư đệ không dung túng đồ đệ, mà là đồ đệ của triệt giáo đệ không biết tự tu thân, làm chuyện sằng bậy thôi. Huynh chỉ nói sằng bậy. Người của triệt giáo ta ai nấy cũng đều nghiêm giữ giáo quy. Ta cũng phụng lệnh cho đệ tử không được phép can dự vào bất cứ phân tranh thế tục nào. Chuyện này tất cả đều do Khương Tử Nha gây chuyện thị phi. Đầu tiên là giết hại tứ thánh môn hạ của ta, sau đó lại giết chết Thập Thiên Quân, tiếp theo còn giết chết Triệu Công Minh, Tam Tiêu Tiên Tử. Tất cả mấy người đó đều phải chết trong tay của Khương Tử Nha. Món nợ này hai vị sư huynh hôm nay cũng nên tính rõ rồi chứ. Sư đệ, chúng ta nên thuận theo ý trời. Khương Tử Nha xuống núi là phụng lệnh của nhị sư đệ, cũng là thuận theo ý trời. Huynh nói là Khương Tử Nha đã phụng theo mệnh lệnh của nhị sư huynh xuống núi thay trời hành đạo. Lẽ nào người của triệt giáo ta chính là làm trái ý trời sao? Hai vị sư huynh, hai huynh nói vậy hình như đã quá lời rồi. Hai huynh như vậy là quá xem thường người khác rồi. Sư đệ, để tuyệt đối đừng quên, cả ba chúng ta là do bàn cổ đại đế nhất khí qua tam thanh mà ra. Tuy mỗi người một phương nhưng lại là một thể, chúng ta không nên tàn sát lẫn nhau. Được thôi, huynh đừng nói mấy lời đó nữa, ta không muốn nghe. Sư đệ, lần này chúng ta tới không muốn tranh chấp với đệ, chúng ta chỉ muốn khuyên đệ dẹp bỏ Chu Tiên Trận, không nên phạm sát kiếp này, rước họa vào thân. Rước họa vào thân? Chu Tiên Trận, trận này tuy là đệ nhất sát trận, nhưng mà Chu Tiên Trận có thể tạo ra được một thế giới mới, không có chiến tranh, không có tàn sát, khiến mọi người trong thế gian có cuộc sống tốt hơn. Ta như vậy mới là thay trời hành đạo. Nếu đúng như lời đệ nói, vậy đệ càng nên hủy bỏ Chu Tiên Trận. Trong thiên hạ đều biết Đế Tân tàn bạo vô đạo, Chu Hưng Thương Vong, chính là vì muốn tạo thế giới mới không có sự tàn sát và chiến tranh. Thế giới này vốn chỉ như thật như giả rồi, thật giả lẫn lộn. Sao huynh có thể bảo đảm thiên hạ nhà Chu không có hôn quân chứ? Để vậy là ngang ngược làm càn. Được rồi, không cần phải nói nữa. Nếu như quân Chu có thể phá Chu Tiên Trận của ta, ta lập tức đi ngay. Nếu như phá không xong thì chuyện Chu phạt thương nên từ bỏ đi. Thông Thiên sư đệ, Chu Tiên Trận này có sức hủy hoại rất lớn, uy lực vô cùng đáng sợ. Nếu quả thật để muốn tạo sát kiếp này, tới lúc đó... Đủ rồi, không cần thuyết giáo nữa. Ta tính luôn cả hai huynh vào rồi, có thể phá Chu Tiên Trận của ta, ta lập tức đi ngay. Nếu như phá không xong thì hai huynh có thể cút đi càng xa càng tốt. Sư đệ, sư đệ, sư phụ, sư bá, lẽ nào bây giờ ngay cả hai người cũng không có cách nào ngăn cản Thông Thiên sư thúc sao? Thông Thiên chấp mê bất ngộ, khăng khăng muốn chúng ta phá Chu Tiên Trận. Thông Thiên sư thúc tại sao lại chấp mê bất ngộ như vậy? Thông Thiên từ nhỏ đã cố chấp rồi,
hắn đã đưa ra quyết định, cho dù là sư tôn, e là cũng khó lòng thay đổi. Hơn nữa lâu nay hắn vẫn nghĩ di sư và sư bá con dung túng cho con và các đệ tử của Xiển giáo cố ý đi tàn sát đệ tử của Triệt giáo, cho nên hiểu lầm ngày càng sâu hơn. Xin hỏi sư phụ, vậy đệ tử nên làm thế nào đây? Bây giờ có nói gì cũng muộn rồi. Trong lòng Thông Thiên sư thúc con đã tràn đầy ác niệm cuồng nộ muốn trả thù, sao có thể nghe lọt tai lời khuyên thật lòng của chúng ta được. Kế sách bây giờ chúng ta đành phải nghĩ ra biện pháp để mau chóng phá được chu tiên trận này, mới có thể ngăn cản kế hoạch tội ác đó. Hai vị tiên trưởng có pháp chỉ gì, tại hạ nhất định dốc hết sức. Được, bổn tôn cũng đã thông báo cho thập nhị kim tiên, ngày mai ngươi tới ngoài chu tiên trận. Tới lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi phá chu tiên trận kia. Còn việc làm sao để phá trận này, bây giờ ta và đạo đức sư ba con sẽ ở ngoài chu tiên trận chỉ dẫn mọi người. Tự nhà lần này sống chết chưa rõ, thành bại khó lường, bởi vì chu tiên trận này được xưng là đệ nhất sát trận từ xưa tới nay, tuyệt đối không thể xem thường. Được, chuyện khác không cần nói nhiều, hai người có thể trở về dặn dò mọi người, đêm nay sẽ chuẩn bị. Đệ tử tuân lệnh. Thiên Ngọc, Thiên Ngọc, Thiên Ngọc. Thì ra nàng ở đây, ta tìm nàng khắp nơi đó. Chàng tìm thiếp có chuyện gì sao? Thiên Ngọc, sao nàng lại khóc vậy? Lại ức hiếp nàng rồi, nói ta biết, ta xử hắn liền. Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc sẽ không đẹp nữa đâu. Thật ra nàng sao vậy? Tướng công, ngày mai chúng ta phải vào chu tiên trận rồi. Trong lòng thiếp quả thật rất lo lắng, thiếp sợ sau khi vào đó rồi chúng ta sẽ không thể trở về nữa. Phải đó, ta cũng tới tìm nàng là vì chuyện này nè. Thiền Ngọc, ta hy vọng ngày mai nàng đừng có đi phá trận. Tại sao vậy? Cũng như lúc nãy nàng vừa mới nói đó, ngày mai chúng ta đi phá trận, có thể trở về hay không còn chưa biết. Ta nghĩ một mình ta đi là được rồi, ít ra ta biết là nàng vẫn được bình an, ta mới yên tâm được. Chúng ta có phải phu thê không? Phải rồi, chúng ta là phu thê, chàng không nên nói những lời này. Nếu chết chúng ta cũng phải cùng nhau chết, nếu sống cũng phải cùng nhau sống. Thiếp muốn mãi mãi được ở bên cạnh chàng. Thiền Ngọc, đừng khóc nữa. Ta hứa với nàng, chúng ta nếu chết sẽ cùng chết, nếu sống sẽ cùng sống, sẽ mãi mãi ở bên nhau. Thiền Ngọc, nàng đừng khóc nữa. Ngoan, nàng đừng khóc nữa.
Chủ nhân à, sao hôm nay người lại nhớ tới tìm tôi uống rượu vậy? Hà Thiên Quyển, từ lúc chúng ta quen tới bây giờ, quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng người vẫn luôn ở bên cạnh ta, theo sát ủng hộ ta. Nhưng Dương Tiễn ta trước nay chưa từng cùng ngươi uống rượu lần nào, cho nên... Trời ơi, chủ nhân à, bảo vệ người là trách nhiệm của tôi. Từ lúc chúng ta quen biết, người luôn xem tôi như là huynh đệ. Tôi chẳng những bây giờ luôn bảo vệ cho người, mà sau này tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh người để bảo vệ người. Huynh đệ tốt. Nè. Ngày mai chúng ta sẽ phải đi vào thiên giới đệ nhất sát trận, Chu Tiên Trận. Trận này lành ít dữ nhiều. Ta thật không biết sau này có còn cơ hội uống rượu với ngươi như vậy nữa không. Chủ nhân, người nên tin câu ta không thắng chính. Hơn nữa, chúng ta là thuận theo ý trời, ngày mai nhất định có thể phá được Chu Tiên Trận thuận lợi. Hơn nữa, mọi người nhất định sẽ trở về an toàn. Nói rất hay. Hay cho câu thuận theo ý trời. Vậy mạng của chúng ta cứ giao cho ông trời đi. Được. Chung rượu ngày hôm nay cạn để chúc mừng cho thắng lợi của trận chiến ngày mai. Cạn. Cố uống thoải mái. Cha, cha nói có chuyện muốn nói với con. Thực ra là chuyện gì vậy? Hả? Nè trời. Ồ. Nào. Nè trời. Ừ. Thời gian qua cho thấy biểu hiện của con quả thật đã trưởng thành rất nhiều. Càng ngày càng có tinh thần trách nhiệm đó. Cha, đó là nhờ có cha, còn có sư thúc và cả Đại Dương, tất cả các huynh đệ ở Tây Kỳ đã tận tình dạy dỗ con. Hơn nữa, con cũng phải học đánh giá trách nhiệm, bởi vì con không thể để cha tiếp tục lo lắng cho con nữa. Con à. Ừ? Cha có chuyện này muốn căn dặn con. Chuyện gì vậy cha? Ngày mai đi phá trận, lỡ như cha gặp phải chuyện gì bất trắc. Hả? Không đâu cha, cha sẽ không có chuyện gì đâu. Nè trà, con phải nghe cha nói xong. Lỡ như cha có gặp phải chuyện gì bất trắc, con phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho mẹ con. Còn nữa, con phải nói với Kim Tra Mộc Tra, kêu họ chịu khó tu luyện. Sau này ba huynh đệ tụi con nhất định phải đồng tâm hiệp lực, phò tá thiên hạ triều Chu, để cho ba tánh có thể sống an cư lạc nghiệp. Có biết chưa? Cha. Nè cha, hứa với cha. Cha, con có thể hứa với cha, nhưng mà cha yên tâm, cho dù là ngày mai hay là cả ngày tháng sau này, con nhất định sẽ bảo vệ cha thật tốt. Bởi vì con biết là mẹ vẫn luôn chờ đợi cha. Con và đại ca, nhị ca đều không thể mất cha được. Cho nên cha nhất định phải bảo vệ bản thân mình, tuyệt đối không để có chuyện gì xảy ra. Nè trà. Cha hứa với con đi.
Nè Trà. Được, Trà hứa với con. Nào. Được. Cha, chúng ta cứ giao hẹn như vậy. Ngày mai cha con chúng ta cùng nhau ra trận, đều phải sống sót trở về. Chúng ta sẽ cùng sống sót trở về. Cha. 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 Con ngoan. Nguyên soái, đã khuya vậy rồi, tìm đệ ra đây có chuyện gì sao? Tiểu đệ, bây giờ không ở trong quân doanh, hơn nữa đã là đêm khuya thanh vắng, không cần kêu ta là nguyên soái, kêu ta là nhị ca được rồi. Nhị ca, vậy quên tìm đệ có chuyện gì sao? Cái này giao cho đệ. Nhị ca, huynh làm vậy là có ý gì? Tiểu đệ, bây giờ ta đã luyện thành 108 chiêu hoàng diệt. Ta nghĩ ngày mai ta có thể tự mình vào trận để phá Chu Tiên trận đó. Nhị ca, nếu như quả thật huynh có thể một mình phá được Chu Tiên trận đó, vậy huynh giao hổ phù này cho đệ để làm gì? Chuyện gì cũng có rủi ro. Nếu lỡ như ta không thể phá trận thành công, tử chiến trong trận, ta hy vọng đệ có thể thay ta tiếp tục phạt thương. Không, hổ phù này đệ không thể nhận. Tiểu đệ, đây là quân lệnh, cầm đi. Không, nhị ca, cho dù có làm trái quân lệnh, hổ phù này đệ cũng vẫn không thể nhận được. Tiểu đệ, xin nhị ca thu hồi mệnh lệnh. Nhị ca, ở trong quân doanh này đệ còn có rất nhiều ca ca khác mà, tại sao huynh lại không giao hổ phù này cho họ mà phải lựa chọn giao cho đệ chứ? Tiểu đệ, họ cơ chúng ta đúng là rất nhiều huynh đệ, hơn nữa người nào cũng kiêu dũng thiện chiến. Nhưng mà dù sao họ cũng chỉ là người phàm mà thôi, chỉ có đệ có thần tiên cố, cho nên ta muốn để cho đệ thống lĩnh ba quân. Không, nhị ca, tuy là đệ giống có thân tiên cốt, nhưng mà đệ không có khí độ như huynh, đệ cũng không có trí tuệ như huynh, đệ càng không có năng lực thống lĩnh như huynh. Bây giờ tất cả mọi người đều cần có huynh, cả thiên hạ này cũng cần có huynh. Còn nữa, nhị ca, huynh tuyệt đối đừng quên là Phụ Dương trước khi lâm chung, người đã đem trọng trách này giao phó lại cho ai? Phụ thân, lão nhân gia người đã đặt kỳ vọng nhất cho người nào hả? Nhị ca. Phụ thân. Nhị ca, huynh chính là đứa con mà phụ thân xem trọng nhất đó. Phụ thân, người luôn ở trước mặt đệ khen ngợi huynh. Phụ thân vẫn luôn hy vọng là huynh có thể giải cứu thiên hạ chúng sinh, lê dân ba tánh thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nhị ca. Được, vậy ta sẽ nghe lời của đệ. Nhưng mà tiểu đệ,
con đường ở phía trước. Quả thật vô cùng nguy hiểm. Lỡ như vị ca... Không có lỡ như. Vị ca, ngày mai đi phá Chu Tiên trận đó, để không rời xa huynh dù là nửa bước. Tóm lại, đệ tuyệt đối sẽ không để huynh chịu chút tổn thương nào. Nè, tiểu đệ, chỉ cần có thể phá được Chu Tiên trận đó, những chuyện khác đều không quan trọng. Đệ yên tâm, cho dù có xảy ra chuyện gì, huynh đệ chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh nhau. Ngày mai truyền lệnh xuống dưới, tất cả mọi người sẽ cùng tiến vào Chu Tiên trận đó. Ta không cần biết Thông Thiên giáo chủ có thần thông quảng đại tới đâu, ta tin là chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực sẽ có thể vượt mọi rào cản. Vô Cát à, huynh đang nghĩ gì vậy? Mỗi lần ngắm vì sao trên trời là tôi lại nhớ tới Hoa Hoa của tôi. Chẳng phải huynh đã nói là muốn thành thân với Hoa Hoa sao? Sao tới giờ vẫn chưa rước vậy? Hồi đó tôi nghĩ là đại nghiệp phạt thương không thể nào hoàn thành nhanh như vậy, cho nên tôi không định rước vội. Mấy hôm trước sư mẫu nói kêu tôi mau chóng thành thân với Hoa Hoa. Hả? Nhưng mỗi lần nghĩ tới, sau khi thành thân với Hoa Hoa rồi, tôi ở quân doanh không thể nào về nhà, cũng không thể chăm sóc cho cổ. Huynh có thể kêu cổ qua ở cùng với sư mẫu. Huynh quên là sư mẫu cũng ở trong quân doanh mà. Cũng có thể giữ cổ trong quân doanh mà. Võ công của cổ lợi hại như vậy, còn có thể giúp huynh phá trận giết địch. Việc phá trận giết địch này là việc của Nam Tự Hán chúng ta, cho nên tôi không muốn để nương tự của mình ra ngoài xúc đầu lộ diện. Tôi đang nghĩ. Huynh đang nghĩ gì? Tôi nghĩ chỉ cần phá được Chu Tiên trận này, cho dù đại nghiệp phạt thương có thành công hay không, tôi cũng lập tức thành thân với Hoa Hoa. Điều đó, đây đúng là một việc rất tốt. Tây kỳ chúng ta lại có thể uống rượu mừng nữa rồi. Cho nên tối nay tôi đặc biệt thấy nhớ Hoa Hoa. Như nói đi phải nói lại, phá trận xong tôi có thể thành thân với cổ rồi. Phải rồi Thiên Quá, sau khi phá trận rồi huynh có dự định gì không? Tôi hả? Cha tôi mất rồi, mẹ tôi và cô tôi cũng không còn trên đời này. Nhà họ Hoàng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi còn có dự định gì đây? Thiên Quá, huynh đừng nghĩ bi quan như vậy. Hay là như vậy đi, đợi lúc tôi với Hoa Hoa kết hôn, ở Bách Lý có bao nhiêu mỹ nữ, sẽ cho huynh chọn. Dứt khoát như vậy đi, hôm nay chúng ta cứ giao hẹn luôn. Đợi trở về tôi sẽ giới thiệu Thảo cô cho huynh. Huynh thấy sao hả? Được, cứ quyết định như vậy đi. Để khi nào trở về, để đến lúc huynh thành thân với Hoa Hoa, huynh phải giới thiệu cho tôi. Yên tâm đi, chúng ta là huynh đệ, đều là Nam Tự Hán. Nam Tự Hán đại trượng phu, nói ra quyết không nuốt lời. Quyết không nuốt lời. Quyết không nuốt lời. Nè huynh đệ, chúc chúng ta ngày mai phá trận thành công. Phá trận thành công.
Sao vậy chiêu đệ? Có chuyện gì hay sao? Tướng công, ngày mai chẳng phải cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đối phó với Chu Tiên Trận. Thiếp thật sự rất lo sợ. Thiếp sợ là chàng sẽ rời xa thiếp. Tướng công, chàng phải hứa với thiếp, cho dù có chuyện gì xảy ra, chàng cũng nhất định phải trở về gặp thiếp. Chàng không được bỏ thiếp lại một mình. Chàng hứa với thiếp đi. Chu đệ, nàng cứ yên tâm đi. Sống chết của mỗi người đều do trời cao an bài. Hơn nữa, tướng công của nàng còn có sự nghiệp rất vĩ đại, vẫn chưa hoàn thành. Ta sao có thể dễ dàng chết được? Cho nên nàng cứ ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ta trở về, có biết chưa? Tướng công, thiếp sẽ ngoan ngoãn chờ đợi chàng trở về. Nhưng mà chàng phải nhớ, chàng đã hứa với thiếp, chàng sẽ sống sót trở về, ha? Không cần phải lo lắng nữa, ta sẽ không có chuyện đâu. Được rồi mà. Giáo chủ, cả bốn người đã chuẩn bị xong rồi chứ? Đã chuẩn bị xong rồi. Giáo chủ, có cần chúng con giúp gì xin cứ việc dặn dò. Chỉ cần có thể đánh bại Tây Kỳ, chúng con nguyện nghe giáo chủ sắp xếp. Phải đó, chỉ cần Khương Tử Nha chết, cho dù là phải bỏ tu hành ngàn năm qua, cô cũng cam tâm. Chỉ cần các ngươi có quyết tâm là được. Nhưng mà các ngươi yên tâm, bây giờ Chu Tiên Trận của ta không ai có thể phá được đâu. Đừng nói là Khương Tử Nha, cho dù là hai sư huynh của ta cũng không làm gì được hết. Cho nên các ngươi sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Đa tạ giáo chủ che chở. Đưa tay của các người ra đây. Bây giờ trong tay của các người đang cầm 4 thanh kiếm cần có để tạo thành Chu Tiên Trận. Thần công báo đang cầm trong tay là Tuyệt Tiên Kiếm, còn Hồ Tiên Nhi đang cầm trong tay là Chu Tiên Kiếm, Thanh Thanh đang cầm trong tay là Lục Tiên Kiếm, và còn Ngọc Khánh đang cầm trong tay là Thảm Tiên Kiếm. Đệ tử ngu muội, xin giáo chủ chỉ dạy, trong trận 4 người chúng con sẽ sử dụng 4 thanh kiếm này ra sao? Tới lúc đó bổn tôn sẽ vào trong trận này, vẽ ra một bản đồ. Bản đồ sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tới lúc đó 4 thanh kiếm trong tay các người sẽ tạo ra pháp lực khác nhau để mà đối phó những kẻ vào trận. Cho nên 4 người các người phải bảo vệ tốt 4 thanh kiếm, không được để người khác lấy mất. Phải truy cùng giết tận những kẻ vào trong trận. Chúng con thề chết bảo vệ tốt bảo kiếm, giết kẻ vào trận, không còn một manh giáp. 4 người các người chỉ cần có quyết tâm này, bổn tôn đã thấy yên tâm rồi. Đệ tử tham kiến hai vị Thiên Tôn. Miễn lễ. Các con đều chuẩn bị xong rồi chứ? Tử Nha từ lâu đã không màng tới sống chết, một lòng muốn phá trừ Chu Tiên Trận. Tốt. Tử Nha không hổ là cao đồ của bổn tôn, có thể nhìn thấu sinh tử, đại triệt đại ngộ. Không uổng công di sư đã tin tưởng giao trọng trách cho con. Đa tạ sư phụ. Chắc là họ tới rồi. Đã tới rồi. Đệ tử tham kiến hai vị Thiên Tôn. Miễn lễ. Nhân mã các lộ đã tới đông đủ, vậy thì bổn tôn và Đạo Đức Thiên Tôn sư huynh ta bây giờ sắp xếp phá trận. Cụ thể cách phá trận tất cả các con đều phải nghe cho rõ. Xin Thiên Tôn chỉ dạy. Một, Chu Tiên Trận này vốn có 4 lối vào,
và 8 cửa trận. Sau khi vào trận, đầu tiên là càn, đối, lưỡng vị trận do Chu Tiên Kiếm khống chế. Tử Nha Phổ Hiền chân nhân Từ Hàng đạo nhân phụ trách đối phó càn, Cù Lưu Tôn và Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử phụ trách đối, từ đó đoạt lấy Chu Tiên Kiếm. Ly Chấn là Lục Tiên Kiếm khống chế do Dương Lão Hao Thiên Quyển phụ trách ly. Ngọc Đỉnh chân nhân Hoàng Long chân nhân phụ trách chấn, từ đó đoạt lấy Lục Tiên Kiếm. Tôn Khảm do Hãm Tiên Kiếm khống chế, Thanh Hư Đạo Đức chân quân Thổ Hành Tôn Đặng Cửu Công Đặng Thiền Ngọc phụ trách tôn, Lôi Chấn Tử Cơ Phát Văn Thù Vạn Pháp Thiên Tôn phụ trách khảm, từ đó đoạt lấy Hãm Tiên Kiếm. Cấn Khôn do Tuyệt Tiên Kiếm khống chế, Lý Tịnh Na Tra phụ trách cấn, Linh Bảo Đại Pháp Sư Đạo Hạnh Thiên Tôn Thiên Quá Vũ Các phụ trách khôn, từ đó đoạt lấy Tuyệt Tiên Kiếm.